Này chỉ cần hôm nay em đổ phá về đây phát em cắt tui 2.000 lượng trước cho nó chắc. Với xe đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của xe đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch vận dụng áp dụng thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá rõ về các giá trị vận dụng áp dụng ở trên thị trường. Bản thân chính các bạn cần phải hiểu rõ mỗi một phương pháp, mỗi một giá trị trên thị trường đều cần phải được người đứng ra chia sẻ trên thị trường họ vận dụng đưa vào trong thực tế và dẫn chứng chứng minh bằng giao dịch thực tế sâu full toàn bộ lịch sử để chúng ta kiểm chứng cho những giá trị mà họ chia sẻ trên thị trường. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có giao dịch được hay không. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Cả một chặng đường dài là những chuỗi giá trị mà bản thân tôi phải chứng minh dẫn chứng cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào giữa giao dịch thực tế và những kẻ chỉ sử dụng TradingView để phân tích về xu hướng đọc lệnh, đưa lên giao dịch và đưa chiến lược ở trên thị trường hay là gì nhỉ, gửi cho các bạn những lệnh ở trên thị trường chỉ là những thằng lừa đảo bịp bợm mà thôi. Cả một chặng đường dài các bạn cần phải nhìn nhận hiểu rõ về các giá trị đó trên thị trường, giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được thì lấy gì ra để dẫn chứng chứng minh vào trong thực tế. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn tham gia hãy trải nghiệm thực tế và mời nhà đầu tư theo dõi livestream thực tiễn này. Đấy, vừa rồi là còn một tài khoản 2k là em tính thả cũng khoảng tầm lót rưỡi như này nhưng mà bận quá không có đánh được. Trước mắt là ăn đã. Đây, mấy con rời IB sàn này chọc em này, xong rồi bây giờ ngày nào cũng đánh like em gửi qua cho. Đó, ở đây là một con đi dạy ở ngoài Bắc này, bố láo bố lếu. Đó, em inbox cho có dám cái. Lên đây like em cái là một đống thằng tàu lao ra là gì nhỉ, là inbox toàn là bọn sàn các thứ. Đó. Chắc mày có inbox tao trên này không? Mày có like không? Mày like thế nào bọn nó cũng vào bọn nó nhắn tin. Đó, điểm vào chuẩn nó mới là quan trọng chứ không phải là nhỉ, vào đó là SL hay TB đâu, không phải là vấn đề nằm đấy nhé. Đó, ok chưa? Rồi.